Em gái của Công Vinh bị tố cố tình bỏ quên nội y trên xe, chọc tức vợ người tình. Sau khi tiết lộ thông tin Khánh Chi cướp chồng mình, người vợ đang mang thai lại tiếp tục bị trầm cảm vì phát hiện đồ lót của Khánh Chi trên xe ô tô của chồng mình. Mới đây trên mạng xã hội, cô vợ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở lại tiếp tục chia sẻ tâm sự sau khi phát hiện quần lót và mỹ phẩm của Khánh Chi cố tình bỏ quên trên xe ô tô của chồng mình. Nguyên văn nội dung chia sẻ của người vợ đang mang thai sắp đến ngày sinh, có chồng ngoại tình với Khánh Chi. Chị Lê Thị Chi, hay còn gọi là Khánh Chi, hiện đang làm gái ba ở club gossip bên Singapore. Em đã bỏ qua cho chị, đã cố gắng không muốn nhắc đến chị với người chồng đó lần nào nữa. Chị cũng từng có gia đình, cũng có con gái, cũng đã làm mẹ, mà sao chị vẫn trơ trẽn, vẫn muốn lấy niềm đau của người khác mà làm niềm hạnh phúc của chị vậy? Em cũng nhường cả người chồng phản bội ấy cho chị rồi, mà sao chị vẫn muốn đòi thỏi thêm vậy? Cảm giác của chị như thế nào khi mà một ngày nào đó chị đột nhiên phát hiện trên xe chồng chị có quần lót, mỹ phẩm, váy đầm của đàn bà khác? Em không cần biết chị vô tình hay cố ý, khi chị đã biết em đang mang thai mà vẫn cố tình làm gia đình em rối lên. Vì chị em đã phải đi khám bác sĩ để lấy thuốc an thần để dễ ngủ hơn. Vì chị mà em chấp nhận mất chồng khi đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Vì chị mà con em mang thai, chưa ra đời đã phải mất cha. Như thế vẫn chưa đủ hay sao? Vì chị mà mỗi đêm hai mẹ con em phải ôm nhau mà khóc. Mỗi lần nhớ lại cảnh chị và chồng em ôm ấp, thì tự cung em lại đau như thế nào chị biết không? Em đã cảnh báo chị một lần rồi, mà chị vẫn cố tình cho em thấy những món đồ chị để lại trong xe chồng em sau khi hai người qua đêm với nhau. Chị Lê Thị Chi à, em đã nói rồi, hiện giờ em chỉ muốn bình yên để chờ đợi con em ra đời thôi. Ngoài ra chẳng cần giành lại thứ khốn nạn mà chị ôm ấp mỗi ngày đâu. Đàn bà chỉ sợ trong cuộc đời không có con, chứ chồng thì thiếu gì. Chị kêu chồng em về kiện em về tội phỉ báng. Chị kêu chồng em về cắt gạt của em đuổi em về nước sinh con. Chị kêu chồng em dọn ra riêng với chị. Thế chị có nghĩ rằng chồng em sẽ làm những điều đó với em khi mà anh ta đang ngoại tình với chị không? Chị nên nhớ chị qua đây làm nghề gì và chị đang giữ cạc. Tại em chưa muốn làm lớn chuyện, chứ những chuyện chị làm, những hình ảnh, những chứng cứ em đang giữ cũng để chị bị trục xuất về nước rồi đấy. Đừng cố tỏ vẻ thách thức em, chị nên nhớ rằng cái kết đắng của chị chưa kết thúc nhanh như vậy đâu. Cái kết của cô gái như chị vẫn còn dài lắm chị à. Cái giá chị phải trả cho mẹ con em còn nhiều lắm, nên chị cứ chờ mà xem chị nhé. Em biết sau những dòng này, thế nào chị cũng bảo chồng em về lại kiện em, mắng em, lại đuổi mẹ con em về nước để rước chị về nhà ở chung với nhau. Nên em ngồi đợi sẵn ở nhà, xem chị và anh ta giải quyết như thế nào. Khánh Chi thể hiện sự thách thức, chọc tức cô vợ đang mang thai của nhân tình. Trang phục và quần lót của Khánh Chi cố tình để quên trên xe của nhân tình để chọc tức người vợ. Được biết, hiện tại Khánh Chi đang làm việc tại Gossip Club của Singapore. Đây cũng là nơi làm việc của rất đông các cô gái trẻ đẹp đến từ Việt Nam đổ sang Singapore làm việc với mong ước gặp được đại gia để đổi đời. Trong số các cô gái đứng trên sân khấu của club tại Singapore, hầu hết là người Việt Nam. Hiện tại Khánh Chi đã khóa tài khoản mạng xã hội của mình, trong khi đó các mẹ bỉm sữa tại Singapore đang rất bức xúc thay cho người vợ đáng thương bị chồng phản bội. Từng bị nữ kia bạo hành đến thân tàn ma dại, những người đẹp Việt giờ ra sao? Dù là người của công chúng, nhiều sao Việt cũng phải chịu những đau đớn xót xa về thể xác và tinh thần trong chuyện tình ái. Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu là cựu thành viên của nhóm Techno, đã trải qua 3 cuộc hôn nhân với nhiều cay đắng. Năm 1993, lúc đang ở tuổi đôi mươi và có danh tiếng, Hồ Lệ Thu lấy nhạc sĩ mới. Chị kể lại, mỗi lần chị xin về thăm mẹ ruột là bị chồng đánh. Ngay cả thời kỳ chị mang thai, anh cũng đánh và không cho về thăm mẹ. Một ngày trước khi sinh nở, chị còn bị chồng bạo hành cả về thể xác và tinh thần. Sau này chị phát hiện ra chồng bồ bịch. Trải qua cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, Hồ Lệ Thu lặng lẽ nuôi con một mình và quen với một người đàn ông Pháp. Sau 7 năm quen biết, chị chấp nhận kết hôn khi chứng kiến cảnh anh lặng lẽ quan tâm tới hai mẹ con chị. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng để lại cho nữ ca sĩ nhiều đau buồn khi cô phải ra đi với hai bàn tay trắng. Bởi tất cả tư trang Lệ Thu có trước khi lấy nhau, chồng cũ không trả lại. Năm 2008, Hồ Lệ Thu lên xe hoa lần thứ 3 trong sự chúc phúc của người thân. Người chồng thứ 3 kém chị 4 tuổi và là hàng xóm ở California của Mỹ. Lúc đến với nhau, cựu thành viên nhóm Techno siêu lòng bởi những cử chỉ chăm sóc ân cần của anh. Nhưng chỉ sau 2 tháng sau đám cưới, chị cay đắng nhận ra thói trăng hoa của chồng và quyết định ly hôn. Hiện tại, nữ ca sĩ đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân.
Cô đi hát và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở nước ngoài. Hoa hậu Diễm Hương. Vào năm 2014, Hoa hậu Diễm Hương bị phanh phui chuyện có chồng trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu. Ngay sau đó, chuyện ly hôn của Diễm Hương và chồng cũ đã trở thành chủ đề bàn tán của công chúng và giới truyền thông. Diễm Hương cho biết, trong suốt thời gian chung sống, cô thường xuyên bị chồng cũ bạo hành do ghen tuông. Sau một thời gian dài phải chịu đựng những đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần, Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 đã hoàn tất thủ tục ly dị. Kèm theo đó, cô cũng công khai hình ảnh khuôn mặt với nhiều vết bầm do bị đánh đập của mình. Đã rất nhiều lần, do không chịu nổi những trận đòn ghen, cô chỉ muốn lao đầu vào xe tải kết thúc tất cả những bi kịch này. Sau những ồn ào và sóng gió với chồng cũ, Hoa hậu Thế giới Người Việt đã tìm được bến đỗ bình yên bên ông xã Quang Huy và cậu con trai Khấu Khỉnh vừa tròn 2 tuổi. Hoa hậu Diễm Hương được xem là một trong những người đẹp khá may mắn khi sau những biến cố trong quá khứ đã tìm được người chồng luôn thấu hiểu, sẵn lòng đồng hành cùng cô để vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Dù sự nghiệp của cô không phát triển rực rỡ như thuở độc thân, nhưng với Diễm Hương như thế đã là đủ. Cô hài lòng với vai trò người vợ, người mẹ. Hoa hậu lại có thêm một lượng fan mới trong vai trò mẹ bỉm sữa bao dung và trưởng thành. Dương Yến Ngọc. Có thể nói trong thế hệ người mẫu Việt nổi đình đám của thập niên 90, thì Dương Yến Ngọc là người kém may mắn nhất trong cuộc sống riêng. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, cô có cuộc hôn nhân thứ hai với doanh nhân Trần Thông và sinh cho anh một cậu con trai. Thế nhưng, từng có một thời gian dài trên trang cá nhân của người đẹp này, liên tục có những dòng chia sẻ tố cáo chồng thường xuyên đánh đập mình. Dương Yến Ngọc cho biết, không những mình thường xuyên bị quản thúc do chồng quá ghen tuông, mà cô còn bị anh ta hành hạ suốt 3-4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đến đầu tháng 8 2015, do không thể chịu đựng được nữa nên cô đã quyết định ly dị, nhưng chồng cũ vẫn không chịu buông tha và thường xuyên đánh đập mỗi khi người đẹp về thăm con. Không những thế, anh ta còn gửi tin nhắn dọa sẽ giết Dương Yến Ngọc nếu cô trở về. Tuy nhiên, chồng cũ cũng lên tiếng tố cáo Dương Yến Ngọc vu khống bịa đặt mọi chuyện. Sau biến cố, Dương Yến Ngọc cho biết mình quyết định đứng lên làm lại sự nghiệp và tạo nền tảng kinh tế vững chắc để giành lại quyền nuôi con từ chồng cũ. Sau khoảng thời gian miệt mài chăm chỉ, Dương Yến Ngọc đã gặt hái được thành công ở lĩnh vực kinh doanh làm đẹp thẩm mỹ. Qua hai cuộc hôn nhân đầy sóng gió và nhiều mâu thuẫn với những người chồng cũ, thì giờ đây Á hậu sinh năm 1979 đến từ Hải Phòng đã chọn công việc chăm sóc và làm đẹp cho người khác là niềm đam mê chính cho cuộc sống hiện tại của mình. Đỗ Hải Yến. Sau 8 năm chung sống, Ngô Quang Hải và Đỗ Hải Yến đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình một cách ồn ào sau khi Hải Yến và một số người bắt quả tang hot girl Thủy Tớp đang ở nhà với chồng mình. Để lý giải cho hành động của mình, Hải Yến đã buộc phải đưa ra thông tin mà trước đó cô chưa bao giờ tiết lộ. Vì trước đây, tôi từng bị đánh đập nên khi về lấy đồ lần này có mẹ tôi và ba người bạn thân đi cùng, mọi người lo nếu tôi về một mình thì không an toàn cho tôi. Về nhà, nhưng tôi đã phải chờ đợi ở ngoài cửa hơn 4 tiếng đồng hồ, dù trong nhà đang có người. Sau khi tan vỡ và kết thúc cuộc hôn nhân không đám cưới với Ngô Quang Hải, diễn viên Hải Yến đã tìm được bến đỗ mới là doanh nhân Việt Kiều Mỹ, đám cưới của người đẹp với doanh nhân Tài Lâm đã được tổ chức vào tháng 10, 2012. Khác với những gì khi sinh sống cùng Ngô Quang Hải, người đẹp Đỗ Hải Yến luôn được người chồng đại gia ủng hộ và giúp đỡ tận tình trong công việc, cuộc sống. Hiện tại, cả hai đã có một cậu con trai đầu lòng. Tuy nhiên, vì muốn con có được cuộc sống bình yên, nên mọi thông tin đều được nữ diễn viên giấu kín. Ngọc Thúy. Tình yêu sét đánh khiến Ngọc Thúy quyết định lên xe hoa, chỉ sau một tuần yêu nhau với doanh nhân Đức An. Sau khi kết hôn, Ngọc Thúy cũng chuyển sang Mỹ để cùng chung sống với chồng. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 2 năm, góp gạo thổi cơm chung, hạnh phúc gia đình Ngọc Thúy đã tan vỡ. Tháng 3, 2014, sau một thời gian dài im lặng, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đã làm đơn tố cáo chồng hành hung, đánh đập dã man khi cô đang mang thai. Theo cô cho biết, vào ngày 1 tháng 6, 2008, bị đơn, chồng Ngọc Thúy, đại gia Nguyễn Đức An đã đánh, tát vào mặt tôi và ấn tôi xuống đất trong phòng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi tôi đang mang thai tháng thứ 5, bị đơn đã làm trầy xước và làm bầm má cổ tôi khi đang cố bóp cổ tôi. Cô cũng đăng kèm giấy khám sức khỏe mô tả tổn thương thể chất do bị bạo hành. Không chỉ thế, Ngọc Thúy còn cho rằng mình thường xuyên nhận được những tin nhắn đe dọa của chồng cũ. Vụ kiện tụng về số tiền hậu hôn nhân của cả hai cũng đã từng gây sóng gió trên các mặt báo cách đây khá lâu. Vì scandal này mà Ngọc Thúy cũng quyết định làm người dân với chính mẹ đẻ. Sau nhiều sóng gió, hiện tại Ngọc Thúy đang có một cuộc sống êm đềm,
cùng hai con nhỏ và chồng luật sư, người đã và đang giúp cô trong cuộc chiến pháp lý với người chồng cũ Đức An.